đi chơi chung cư suốt ngày phải ngồi ở dưới đất đá này, mình buồn quá. Quỷ phải ngồi ở đây vì quỷ chưa ngoan, quỷ hay nói dối nên chị Hằng bắt quỷ phải ngồi ở đây đấy. Được rồi, quỷ hứa là quỷ sẽ ngoan và không nói dối nữa đâu. Nào, chúng ta cùng đi tìm Hằng nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.